mọi người đã quay trở lại với live stream của sự phẩm Lê Viết Văn. Hiện tại ngày hôm nay có mặt trong phòng phẫu thuật của bác mọi người ha. Và bác cùng với kiếp vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật nhỏ cho một khách hàng ngày hôm nay của em tìm ra bác sĩ Văn với tình trạng vòng một là cái phòng mô tuyến này nó hơi bị hỏng, mà mình nó không có căng tròn này, nên là khách hàng muốn cải thiện lại cái phòng mô tuyến trên này thôi ạ. Khách hàng ngày hôm nay của em thì đặc biệt hơn những khách hàng khác là khách hàng không hề muốn đặt to này, cũng không muốn sexy, chỉ muốn là nó có lên một tí so với ban đầu thôi mọi người ha. Đây là hình ảnh khách hàng trước khi làm của mình ha. Hiện như mọi người cũng đã thấy thì mục ban đầu cũng đã rất là nhỏ rồi. Tuy nhiên thì cái phần mục của khách hàng thì đa số nó tập trung về cái mô tuyến dưới, còn cái phần mô tuyến trên thì nó lại gần như là rất là ít, và đặc biệt là nó hơi hỏng và căng một tí. Thì bác có tư vấn cho khách hàng tự nhiên này thì đặt size tối 352 thôi, thì đối với cái size này khi mà đặt lên ngực thì nó cũng rất là tự nhiên như mọi người thấy trên hình đây mọi người ha. Nó không hề bị to quá. Đây là khách hàng sau khi làm xong bác cũng có thể bị bệnh kia đã khóc nha mọi người. Và chị em nào đang gặp tình trạng giống như chị khách hàng hôm nay của em á, thì có liên hệ tới bác để mình có thể nêu ra được cái quan điểm và cái mong muốn của mình, mong muốn của ngực của mình sau khi nâng sẽ như thế nào, thì bác Văn sẽ tư vấn và giải đáp hết mọi thắc mắc của chị em nha. Đây là em xin chia sẻ lên hình ảnh của khách hàng trước khi làm và sau khi làm nha.